Dạ, mình chào quý cô chú ha. Thì có rất là nhiều quý cô chú đang phân vân và cũng đang tư vấn pháp thái là nên ghép những dòng sọc nào, những dòng nào năm màu để có được một cái vẻ đẹp tuyệt vời ha. Thì kèm theo cái giá trị. Thì hôm nay pháp thái xin chia sẻ với quý cô chú là năm màu mình ghép ngũ sắc. Đây là đối với những cây ghép nha. Bữa nay cây chia sẻ là cây ghép. Thì những cái dòng nào còn thịnh hành trên thị trường và được ưa chuộng thì có rất là nhiều. Quý cô chú thường mình ghép á, mình lựa chọn đa số là cùng cái màu lá, cùng cái dòng lá. Ví dụ dòng Mỹ thì có nhiều màu, nhưng mà hôm nay thì mình cũng phân tích luôn là những cái màu đặc biệt không chọi nhau nha. Mình ghép không chọi màu với nhau. Có những cái màu nó trùng màu thì mình nên không nên ghép vì nó sẽ phí. Thì hôm nay mình sẽ đi cắt gom lại những cái màu, những cái dòng để quý cô chú mình có thể ghép phối trên một cái cây ngũ sắc cho nó ra một cái vẻ đẹp tuyệt vời, và những cái dòng này cũng còn giá trị trên thị trường nha. Và hôm nay thì thứ nhất là một cái vàng sọc. Vàng sọc này là dòng vàng sọc cánh bầu hoặc là vàng sọc Bến Tre quý cô chú. Đó. Tại vì do mình quay có một cái tay nên một tay thì quý cô chú mình xem thông cảm nha. Và mình sẽ gom năm màu này lại với nhau mình coi như thế nào nha quý cô chú, vẻ đẹp. Đây là thứ hai là tím sen Vĩnh Châu. Quý cô chú mình không có nguồn tím sen, mình không bắt buộc nha, mình không buộc là phải những cái dòng này, nhưng mà tại vì có cái nguồn này nên Pháp Thái chia sẻ với quý cô chú nha. Đây là được hai ha. Và mình sẽ đi cắt tiếp theo. Thì nếu như mà không có tím sen Vĩnh Châu thì quý cô chú mình có thể ghép Mỹ tím vẫn được nha. Đây. Mỹ tím. Và năm màu này chọi nhau, còn những quý cô chú nào theo cái tông giống như là ghép trùng cái màu lá, giống màu lá với nhau, giống như dòng Mỹ nè. Rồi dòng sọc thì có vàng sọc nè, hường sọc hoặc là những cái dòng xà sọc khác nó trùng màu lá với nhau, chung một dòng. Đó, này mình được hai loại nha quý cô chú. Và mình đi tiếp theo ha. Thì cái thứ hai nữa là màu vàng. Đó là vàng son nha quý cô chú. Để mình cắt một cái hoa luôn. Đây vàng son. Thì do quay một mình không có ai hỗ trợ nên Pháp Thái cầm như vậy thì quý cô chú mình xem cũng thông cảm giùm nha. Đây là hai màu rồi, mình sẽ đi tiếp theo, mình sẽ tìm một còn lại hai màu nữa. Đây như quý cô chú mình thấy nè, Mỹ tím ha. Đây là những cái cây Mỹ tím nó đang phun mặt hoa nè. Đó, vẻ đẹp thật là tuyệt vời ha quý cô chú. Và hiện tại thì trên tay mình cũng đã có ba màu rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt một cái màu thứ tư nữa, đó là dòng màu trắng. Thì những cái màu này nó không chọi với nhau nha quý cô chú, nó chọi với nhau, nó không trùng lập nha. Đó là được bốn màu. Hiện tại thì vàng sọc, tím sen, vàng son Cần Thơ và màu trắng này là Mỹ trắng nha quý chú. Còn quý cô chú nào không có nguồn nữa thì mình ghép trắng lá chung vẫn được, dòng này dòng lá chung. Nhưng mà có một cái là cái dòng này thì chỉ cái màu thôi chứ cái cánh thì nó nhỏ hơn, nó khác biệt so với những dòng khác. Rồi mình sẽ đi tiếp theo nha. Hiện tại trên tay Pháp Thái thì đang cầm bốn cái hoa là bốn màu, vàng, trắng, tím và vàng sọc. Thì đây là những cái dòng mình nói là đây là những cái dòng đang hot nha quý cô chú, đang hot. Đây là hồng cánh kép nha, đang nở. Rồi mình sẽ đi một cái dòng nữa quý cô chú ơi. Nếu như quý cô chú mình có điều kiện thì ghép vàng sọc đầy đầu, nhưng mà ở đây không có nguồn nha quý cô chú, không có nguồn vàng sọc đầy đầu rồi. Thì vàng sọc đầy đầu bữa hổm thì có, nhưng mà bữa nay nó tàn rồi nên mình không có cắt hoa mình tượng trưng cho quý cô chú được. Thì quý cô chú mình xem tham khảo cũng giống như là hường sọc đi. Với hường sọc với vàng sọc thì nó cũng trùng với thằng vàng sọc Bến Tre hoặc là cánh bầu này nha. Thì thôi bây giờ mình sẽ ghép vô một cái màu nữa, đó là một cái màu đỏ. Một cái màu đỏ của Mỹ đỏ đi, mình lấy Mỹ đỏ. Sẽ bốn năm màu với nhau ngũ sắc. Đây. Màu đỏ nè quý chú. Mình sẽ cắt một cái hoa Mỹ đỏ nha. Có một tay quý chú ơi. Và đây là năm màu để mình gom lại ha. Khi mà mình phối trên cùng một cái cây thì phải nói là một cái vẻ đẹp nó rất là tuyệt vời. Đây năm màu nè quý cô chú, mình để dưới đất chứ cái tay mình còn không giáp rồi. Đó năm màu mình để xa xa ra cho quý chú mình thấy ha. Năm màu hiện tại nó rất là đẹp. Và quý cô chú mình cũng có thể ghép trùng màu thì Mỹ tím nè, Mỹ đỏ, Mỹ vàng, Mỹ cam,
thì những cái màu đó thì chung của một cái dòng Mỹ hồng, có hơi Mỹ hồng thì nó có hơi khác lá một chút. Thì những cái dòng này tùy theo quý cô chú mình có nguồn và phối chung với cái màu với nhau thôi. Như trên tay mình đã cầm như vậy là rất là đẹp rồi ha. Thì có nhiều tông, quý cô chú mình có thể là ghép bonsai là những cái phôi á. Còn nếu không thì những cái phơm tàn như thế này nè. Đó, những cái phơm tàn như thế này ha. Là quý cô chú mình cứ cắt ra, mình đừng có ghép xa. Mình đóng, mình cắt ra đây chừng khoảng một tấc hoặc 5 phân thôi. Là cái phơm tàn cho nó gom về mình chia ra vòng vòng. Giống như cái đỉnh này nè. Nó cái đỉnh của cây mỹ đỏ nè. Quý cô chú mình có thể đóng vô như vậy nè, lên là nó chọi màu với nhau. Tại vì nói chung là không có cái người hỗ trợ nên mình không có demo cho quý cô chú mình thấy ha. Đây, đỏ vàng mình phối chung cái màu vậy nó rất là đẹp. Nên quý cô chú mình cũng lựa cái tông, lựa cái tông cho nó đẹp, là mình ghép là lên là nó sẽ gom cái phơm tàn nó đẹp lắm quý cô chú. Đó, như đây cái cây hường sọc mà mặt hoa này nó chuẩn, rất là chuẩn luôn, và nó đang rực rỡ hoa ha. Nè, nó muốn lai qua vàng sọc á, quý cô chú mình sẽ phối vô 5 màu với nhau, nhìn cái màu rất là bắt mắt. Giữa cái những cái màu này nó chọi với nhau, có trắng có tím sen ha. Thì ở đây là một cái tông, một cái xu hướng để chia sẻ với quý cô chú mình. Cũng có nhiều cách mình ghép, giống như là trắng lá trung nè, đỏ ta, vàng ta, đó là những cái dòng thường. Rồi tím sen lá trung là những cái dòng thường. Còn đối với tím sen Vĩnh Châu này thì dòng này là dòng VIP rồi. Đó, còn những cái dòng sọc quý cô chú mình có thể ghép vàng sọc nè, mỹ trắng sọc nè, hường sọc, nó cũng ná ná với nhau quý cô chú ơi, cũng chung dòng vậy đó. Thì clip này cũng mong quý cô chú mình xem tham khảo nha. Có những quý cô chú thì thường mình là lựa những cái phôi á, cái phôi nó lùng lực, nó đông đặc vậy đó, mình ghép làm cái tác phẩm bonsai. Còn mình ghép tàn á thì mình lựa những cái tàn nó thoát thân, nó gom, giống như những cái cây như thế này nè. Đây, như những cái cây như thế này nè, mình tránh là mình tránh cái trường hợp mình ghép tuốt ngoài nha. Mình ghép là mình phải ghép vô đây nè, tại vì sau này nó nuôi lên, nó cái phơm nó sẽ đặc lên. Mình ghép mình cắt những cái tay này, mình cắt mình chừa tặng khoảng 5 phân thôi, đặng cho nó kéo nhựa cho nó mạnh. Mình ghép xa đỉnh quá, nó xa cái thân nó quá, cái bắt đầu nó chậm. Thì cũng có nhiều chi tiết mình chia sẻ với quý cô chú ha. Khi mà quý cô chú mình ghép 5 màu hoặc có thể là 7 màu, nói chung là những cái dòng lá trung này nó rất là đa dạng màu, nên mình tùy theo mình sở thích thôi. Và khi mà mình lựa một cái phôi á, lựa một cái phôi, một cái cây tàn á, thì thường là mình lựa những cái cây dòng nó rất là khỏe, rất là mạnh nha. Rất là khỏe, rất là mạnh. Thì mình sẽ ghép vô thì cái độ đẩy nhựa của nó sẽ mau, giống như là mỹ vàng nè. Thường là những cái dòng khỏe mỹ cam rồi đó, mình ghép vô đây. Và cũng xin chia sẻ thêm với quý cô chú nữa, đó là có một cái vị anh em cũng hỏi với mình là mỹ vàng son và vàng son sữa khác nhau hay giống nhau. Thì đây là vàng son sữa quý cô chú, nó khác nhau giữa mỹ vàng son nha. Đây cái lá này thì nói chung cái chi tiết thì mình cũng không chia sẻ nhiều quý cô chú ơi. Mình sẽ so lại hai cái hoa. Đây là cái cánh của mỹ vàng son, cái màu nó đậm hơn, màu cái nó ngọt hơn. Còn vàng son sữa thì nói chung nó mới nở ra nó cũng vàng vậy quý cô chú ơi. Mà khi mà mới nở thì nó rất là giống nha. Khi mà hoa của vàng son sữa nó nở nó full rồi á thì nó sẽ bị bay màu, pha màu trắng vô thì kêu bằng vàng son sữa. Và cái mỹ vàng son á thì cái hoa nó cứng hơn và cái chân nó cũng dậy quý cô chú. Thì trong những dòng lá chung này thì chắc cũng có thể là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều giữa cái độ lai. Đây, cái lá của vàng son sữa thì nó xanh hơn, nó bóng hơn. Còn lá của mỹ vàng son á thì nó gân, nó nổi hơn, nó cộm hơn. Thì đây là một cái clip để gửi tới quý cô chú, có nhiều anh em cũng hỏi mình giống hay khác. Thì mỹ vàng son thì một cái màu nó giống như là nó màu vàng, giống như vàng son Cần Thơ luôn, nó không có bị bay màu giống như vàng son sữa nha. Thì đây cũng là một cái clip gửi tới cho anh em nào chưa biết được về cái nguồn cái mặt hoa. Đây là cái trên tay mình nãy giờ mình làm một cái trend về ghép 5 màu và cái xu hướng mà ghép 5 màu giữa những cái màu mà giống VIP và giống thường đó. Thì quý cô chú mình xem tham khảo cái clip hôm nay Phó Thái chia sẻ nha. Mình thích dòng nào và đặc biệt mình nghiên cứu, có những anh em rất là kỹ nhưng mà mình nghĩ đây là cái dòng lá trung đó, thì mình ghép 5 màu cho những cái màu nó chọi nhau, nó khác nhau, làm nổi bật thêm cái không gian của mình thôi. Còn ví dụ cô chú nào mà kỹ hơn thì ghép chung cái dòng lá, ví dụ như nãy giờ mình đã chia sẻ đó. Thì tiếp theo thì mình cũng chia sẻ một cái cây độc lạ, đó là cây
vàng sọc. Vàng sọc này, vàng sọc Bến Tre đi quý cô chú ơi. Đây, cái cánh hoa nó như thế này nè. Và nó có những cái hoa giống như 50-50 là vàng ta, còn 50% là vàng sọc. Như một cái hoa như thế này cũng vậy nè, một bên đây là vàng ta, bên đây là vàng sọc. Thì đây là một cái cây rin nha, trồng cây con từ nhỏ lên trên chậu á. Thì nói chung cái tỷ lệ đột biến thì nó cũng rất là lạ ha. Thì cái những cái dòng này thì cũng rất là ít khi xuất hiện. Đây là những cái búp này là nó ra vàng sọc nha quý cô chú. Theo các thái thấy thì nó đã ra vàng sọc rồi, nó kéo sọc trong cái búp rồi. Còn cái búp này là vàng ta nè. Thì cái tỷ lệ cây này thì đột biến 50-50. Thì cho thấy là cái nguồn vàng sọc Bến Tre, cánh bầu hay là nụ đỏ gì đó, thì trên cộng đồng mà anh em YouTube hay là Facebook thì đặt tên đó, thì cũng xuất phát từ một cái cây vàng ta nha quý cô chú. Vàng lá trung đột biến chạy sọc ra nha. Tại vì cái nền của nó là vàng ta mà. Thì một cái cây này rất là lạ, nên Pháp Thái chia sẻ cho quý cô chú mình xem tham khảo. Nếu như thích cây này thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Lê Phước Quốc, qua số điện thoại là 0356194139 nha. Mình không có để số điện thoại, nhưng mà mình đọc trên màn hình, mình đọc trên clip cho quý cô chú mình. Đây đó, quý cô chú mình thấy không, nó không phải là ghép nha. Đây này là nó chung một cái chùm đọt nó ra vậy thì nó lên thôi đó. Cây này là chính xác nha quý cô chú. Đây như một cái cùi vậy, làm sao mà ghép được quý cô chú nè. Bên này thì cái này là tỷ lệ sọc 50-50% hoa nha, còn cái này là tỷ lệ sọc nó chia theo hoa, mỗi cái hoa. Thì đây là vàng ta và một bên nách đó là vàng sọc. Thì một cái cây này quý cô chú nào yêu thích thì liên hệ qua số điện thoại Lê Phước Quốc 0356194139. Tiếp theo thì mình cũng xin chia sẻ với quý cô chú một cái cây Mỹ trắng đột biến từ Mỹ Hồng. Cây này là cây gin, và phải nói là cây này là cây gin khủng luôn. Đó, đây Mỹ trắng sọc. Cây này vành cũng lớn á, vành tầm khoảng mười mấy nha quý chú. Thân thì nó hơi nghiêng. Đây cảnh hoa Mỹ Hồng đột biến ra thì nó có hai dòng, một là Mỹ trắng sọc và hai nữa là Mỹ trắng thuần khiết, tinh khiết nha. Đây Mỹ trắng sọc, cây này phồng tàn rất là đều, như cây này lấy bo rất là nhiều ha. Và một lần nữa Pháp Thái TV chân thành cảm ơn quý cô chú ha. Hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip chia sẻ tiếp theo. Những cái búp nó chạy sọc nè quý cô chú, sọc hồng. Sọc hồng là cái nền của mẹ của Mỹ Hồng hồi xưa quý cô chú.